Vâng, thưa quý vị và các bạn, với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua để mang đến cho quý vị những tin nóng nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem những điểm tin chính mà chúng tôi vừa cập nhật. Kính thưa quý vị khán giả, đất đá sạt lở đè trụ sở trạm cảnh sát giao thông Madugui trên đèo Bảo Lộc, quốc lộ 20, khiến 3 chiến sĩ tử vong, một người dân vẫn mất tích vào chiều ngày 30 tháng 7. Khoảng 14 giờ 30, đoạn đèo Bảo Lộc gần trạm cảnh sát giao thông Madugui thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Lâm Đồng bị sạt lở. Hàng chục tấn đất đá đã sạt lở từ trên đỉnh đồi xuống lấp toàn bộ mặt đường đèo, trụ sở cảnh sát bị vùi lấp một phần. Vụ sạt lở khiến 3 cảnh sát giao thông cùng một người dân bị mất tích. Theo cơ quan chức năng, những ngày qua, tỉnh Lâm Đồng liên tục có mưa lớn. Trụ sở làm việc của các cảnh sát giao thông Madagui có lưng dựa vào vách núi cao. 3 chiến sĩ sau khi điều tiết giao thông trên đèo Bảo Lộc do sạt lở trước đó về trạm ăn trưa, nghỉ ngơi. Sau đó khi cả 3 đang cùng người dân di rời phương tiện, trang thiết bị trong khuôn viên trụ sở thì xảy ra sự cố. Lúc xảy ra sạt lở, một xe khách 45 chỗ đang chạy trên đèo đã bị đất đá đẩy trôi vào tôn hộ lan về phía vực trên đèo Bảo Lộc. Công an tỉnh Lâm Đồng và các địa phương như thành phố Bảo Lộc và các huyện Đạ Hoai, Đạ Tẻ, Bảo Lâm đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội cùng nhiều lực lượng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Ghi nhận tại hiện trường, gần 20 máy xúc, xe ben được điều động để múc đất triển khai cứu hộ. Các lực lượng đang sử dụng nhiều phương tiện như máy khoan, máy giỏ để xác định vị trí các cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp. Lúc 20:30, một lãnh đạo xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 chiến sĩ cảnh sát tử vong trong khuôn viên trạm. Công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại vẫn tiếp tục. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, những ngày qua, ảnh hưởng gió mùa Tây Nam, địa phương có mưa lớn và dông. Tại khu vực đèo Bảo Lộc, lượng mưa đo được từ tối hôm qua đến 15 giờ chiều nay trên 190mm. Đây được cho là nguyên nhân khiến nền đất bị yếu, dẫn đến sạt lở đèo. Trưa nay, đèo Bảo Lộc đoạn qua xã Đại Lào cũng xuất hiện 2 điểm sạt lở. Hàng tấn khối đất, nhiều hòn đá to từ trên triền đèo tràn xuống mặt đường. Ở đoạn khác, cây xanh bật gốc đè lên một ô tô bán tải và dây điện trung thế chắn ngang đường. Mưa lớn cũng khiến nước từ trên núi dồn xuống tạo thành dòng chảy xiết trên mặt đường. Điểm sạt lở còn lại ở trên đèo tại thị trấn Đạ Mi, huyện Đạ Hoai. Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km, 2 làn xe, nằm trên quốc lộ 20, một trong những tuyến chính từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai tới thành phố Đà Lạt. Với nhiều đoạn cua gấp, dốc cao, đèo là một trong những cung đường nguy hiểm với tài xế. Vụ sạt lở liên tiếp khiến giao thông qua đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20 bị chia cắt. Quốc lộ 55, đoạn qua cống ngầm xã Lộc Nam bị ngập nặng khiến các loại xe không thể lưu thông. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phân luồng các xe vào tỉnh lộ 721 qua huyện Đạ Tẻ và tỉnh lộ 725 qua đoạn Bảo Lâm để tránh ùn tắc. Mưa lớn cũng khiến nhiều địa điểm tại thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, Đạ Hoai bị ngập úng cục bộ. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang hỗ trợ di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Thời gian qua, địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra các vụ sạt lở. Rạng sáng ngày 29 tháng 6, hàng nghìn khối đất đá từ tòa ly công trình ở hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt bất ngờ tràn xuống 3 căn nhà 3-4 tầng. Hai vợ chồng công nhân ngủ trong lán trại bị vùi lấp tử vong, 5 người trong một gia đình bị mắc kẹt, lực lượng chức năng giải cứu. Hơn một tháng trước, bờ tỏa ly cao 8m đổ sập xuống vùi lấp nhà xưởng ở thành phố Bảo Lộc khiến người chồng tử vong, vợ bị thương. Mưa lũ ở miền Nam làm 5 người chết, giao thông bị chia cắt. Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày ở phía Nam gây ngập sạt lở khiến giao thông bị chia cắt, 5 người tử vong, 2 mất tích, hàng trăm nhà hư hại trong ngày 29 và 30 tháng 7. Ảnh hưởng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc. Suốt 3 ngày qua, lượng mưa ở nhiều địa phương đo được lên tới hơn 200mm, lớn nhất từ trước đến nay. Tại Lâm Đồng, hôm nay mưa tầm tã kèm gió mạnh suốt từ sáng đến trưa, được cho là nguyên nhân gây sạt lở nhiều điểm trên đèo Bảo Lộc thuộc tuyến quốc lộ 20. Khoảng 14:30 tại khu vực gần trạm cảnh sát giao thông Madagui thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Lâm Đồng, hàng chục tấn đất đá trên đỉnh đồi bất ngờ sụp xuống, lấp toàn bộ mặt đường đèo. Trụ sở cảnh sát giao thông tại đây bị vùi lấp khiến 3 chiến sĩ tử vong và một người dân mất tích. Trước đó, sau khoảng 1 giờ sự cố xảy ra, giao thông trên đèo Bảo Lộc
đoạn qua khu vực đã bị tê liệt hoàn toàn vì đất đá chắn ngang đường. Đây là tuyến huyết mạch xe từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đi lên thành phố Đà Lạt, nên hàng trăm phương tiện, đa phần là ô tô khách phải quay đầu, chuyển hướng qua quốc lộ 28B, 2855 theo trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Dầu Dây, Phan Thiết, Vĩnh Hảo. Ngoài khu vực trên, từ buổi trưa đèo Bảo Lộc đoạn qua xã Đại Lào và tuyến đèo tại thị trấn Đạ Mri, huyện Đạ Hoai cũng bị sạt lở ở nhiều điểm. Các sự cố này không gây ra thương vong, song khiến nhiều giao thông ách tắc nghiêm trọng. Cảnh sát địa phương huy động nhiều cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều nhóm đến những vị trí trọng yếu trên điểm để phân luồng, cảnh báo xe chạy qua an toàn. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên quốc lộ 55 nối đoạn Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận qua thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Chiều nay, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực cây xanh gãy đổ, đất đá từ trên các triền đồi đổ xuống quốc lộ. Ông Trần Linh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đa My, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, địa phương ghi nhận ít nhất 5 điểm bị sạt lở trên quốc lộ này trong chiều nay. Xe hướng Bình Thuận lên thành phố Bảo Lộc và ngược lại không thể di chuyển, đều phải quay đầu trở lại. Chính quyền xã Đa My đã huy động 4 xe cơ giới đến giải tỏa hiện trường, nhưng khối lượng đất đá và cây rừng ập xuống quá nhiều, tuyến đường vẫn bị chia cắt cho đến tối. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mưa kèm dông lốc liên tiếp ngày 29-30 tháng 7 cũng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, lốc xoáy ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu làm căn nhà của hai vợ chồng ông Đặng Văn Dũng, 37 tuổi và bà Đăng Kim Mến, 36 tuổi đổ sập, vách tường đè trúng hai vợ chồng khiến bà Mến tử vong, ông Dũng và con trai 8 tuổi bị thương. Địa phương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 18 triệu đồng, đồng thời huy động lực lượng dọn dẹp hiện trường và túc trực ở khu vực đề phòng xảy ra sự cố. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, mưa liên tiếp trong 2 ngày gây ngập ở nhiều nơi trên địa bàn và làm 59 căn nhà bị sập, 52 căn mất tốc mái. Riêng huyện Hồng Dân, lượng mưa đo được trong 2 ngày lên tới 162mm, kỷ lục từ trước đến nay. Ở Cà Mau, hôm nay mưa lớn và gió mạnh làm hàng trăm nhà và hàng quán, kiosk cùng nhà dân bị sập, tốc mái. Thống kê tại huyện U Minh, 5 căn và thành phố Cà Mau, có 170 căn nhà đã bị hư hại, ước tính thiệt hại hơn 7 tỷ đồng. Tại Bà Rịa, Vũng Tàu, hơn 40 căn nhà huyện Đất Đỏ cũng bị gió lốc làm tốc mái, cùng hàng loạt cây xanh, cột điện bị ngã đổ do ảnh hưởng thời tiết xấu hôm nay trong ngày. Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường nơi thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Thời tiết cực đoan gây mưa lớn trong ngày 30 tháng 7 cũng khiến nhiều nơi ở vùng Bảy Núi, An Giang, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang ngập sâu cả mét, nước tràn vào nhà dân gây hư hỏng nhiều đồ đạc, đường ngập 40-80cm làm giao thông bị tê liệt, hàng loạt nhà bị sập, trụ điện ngã và hơn 400 hectare lúa, cây trồng bị ngập úng. Hôm qua, tại Bình Thuận, mưa tầm tã đổ xuống lúc sáng sớm cũng khiến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đoạn qua xã Sông Phan, huyện Hàm Tân ngập sâu, giao thông ùn tắc suốt 5 giờ. Đây là trường hợp hy hữu bởi cao tốc theo thiết kế thường có nền đường cao nên xác suất bị ngập rất ít xảy ra. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu chủ đầu tư làm rõ nguyên nhân, phương án khắc phục, báo lại lãnh đạo bộ trước ngày 3 tháng 8. Cùng ngày, một tàu đang vào cửa cảng cá La Di bị sóng đánh chìm, 4 lao động rơi xuống biển. Trong đó, 3 người được một tàu cá gần đó cứu sống, người còn lại 41 tuổi bị sóng cuốn trôi mất tích. Trong khi đó, người phụ nữ 47 tuổi đi làm dẫy bị trượt chân xuống suối, nước lũ cuốn tử vong ở xã Đức Phú. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa đo được trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7 tại tỉnh An Giang, Hậu Giang, Đồng Nai từ 90-162mm. Trong đó, Sóc Trăng, Kiên Giang có lượng mưa rất lớn, hơn 210mm. Đây là lượng mưa tương đương cả tháng. Dự báo trong tuần tới, cả các tỉnh phía Nam tiếp tục có mưa rào rông, có nơi mưa to, lượng mưa cục bộ từ 50-100mm, có nơi trên 170mm. Mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất cao ở khu vực Tây Nguyên. Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh do cơn bão Dosuji, bão số 2 hút gió Tây Nam hoạt động mạnh. Loại gió này mang nhiều hơi nước từ biển Ấn Độ Dương thổi vào các tỉnh Nam Bộ đầu tiên, gây mưa lớn cho khu vực này. Giữa tháng 7, bão Talim, bão số 1 cũng khiến gió mùa Tây Nam mạnh lên, gây dông lốc ở các tỉnh phía Nam. Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thường các cơn bão vào Việt Nam trong tháng 6 đến tháng 10 theo hướng từ Bắc vào Trung. Thời gian này, miền Nam đang là mùa mưa, gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên khi có bão cùng với gió, mùa sẽ gây mưa nhiều, dai dẳng, kèm theo dông lốc.
Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.